Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tiểu sử Hoa hậu Ngọc Châu, tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 là ai? Đêm 25 tháng 6, cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam đã chính thức tìm ra cái tên cho ngôi vị Hoa hậu, đó chính là Nguyễn Thị Ngọc Châu. Sau thời gian dài chờ đợi và ngóng chờ, cuối cùng Ngọc Châu đã xuất sắc vượt qua 41 thí sinh trong đêm chung kết, giành được vương miện cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Không phải ngẫu nhiên Ngọc Châu được lựa chọn là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Bởi lẽ trước khi đến với đường đua nhan sắc bậc nhất này, cô đã đạt danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2018, đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2019 và xuất sắc lọt vào top 10 giữ ngôi vị Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2019. Bên cạnh hồ sơ cá nhân ấn tượng, kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế, người đẹp Tây Ninh còn sở hữu hình thể đẹp cùng kỹ năng cắt quốc chuyên nghiệp khi liên tục là gương mặt first face, vedette quen thuộc trên các sàn diễn thời trang. Năm 2016, Ngọc Châu đạt thành tích quán quân tại cuộc thi Việt Nam Next Top Model. Số đo 3 vòng, 84, 58, 94cm. Sau nhiều năm, không có nhiều hoạt động nổi bật, lần trở lại của Ngọc Châu tại Miss Universe Việt Nam 2022 được khán giả đánh giá cao. Mặc dù cô là một thí sinh đã có tuổi, nhưng chính điều đó đã giúp người đẹp tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao khả năng giành được ngôi vị tại đêm chung kết. Bên cạnh đó, người đẹp theo thời gian đã cải thiện bản thân hơn, đặc biệt là nhan sắc đã được đẽo gọt chỉnh chu. Vóc dáng của Ngọc Châu cũng chuẩn chỉnh hơn trước, từ 80, 60, 90cm thành 84, 58, 94cm. Thành tích quán quân Việt Nam Next Top Model 2016, Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2018, Top 10 Miss Supranational 2019, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Ngọc Châu từ một cô gái nghèo khó trở thành quán quân, hoa hậu trong các kỳ thi. Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1994 tại tỉnh Tây Ninh. Từ nhỏ, cô nàng đã có hoàn cảnh khó khăn. Lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế kém, cha mất sớm, mẹ Ngọc Châu đã phải vất vả nuôi ba người con khôn lớn. Sự tần tảo của người mẹ đã giúp Ngọc Châu tốt nghiệp trường đại học danh giá Tôn Đức Thắng. Ngay từ khi còn đi học, cô nàng đã nuôi ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai. Gia cảnh nghèo khó chính là một trong những động lực mạnh mẽ giúp Ngọc Châu bứt phá, vượt qua nghịch cảnh và giành được nhiều thành tích cao trên đấu trường sắc đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.